tại bang San của Myanmar. Một người đàn ông bị một nhóm người bí ẩn bắt giữ. Hắn ta bị nhóm người này đưa về một phòng giam tối tăm và phải chịu sự tra tấn vô cùng khủng khiếp. Quay trở lại 3 tuần trước ở Lagos, Nigeria, một nhóm 4 người có trang bị vũ trang nhận lệnh đột kích vào vinh thự của Tổng thống Cộng hòa Liên bang Nigeria để ám sát ông ta. Phi vụ ám sát thành công, ngay khi một trong số những người đột kích đang chụp lại hình ảnh và lấy mẫu A doanh nghiệp của Tổng thống để xác nhận, thì họ bị bại lộ hành tùng. Lực lượng an ninh nhanh chóng vào cuộc truy sát họ. Nhưng dường như người ra lệnh ám sát không mấy quan tâm đến an nguy của họ, mà trực tiếp ngắt liên lạc ngay khi vụ ám sát thành công. Người chủ mưu vụ ám sát này chính là lãnh đạo văn phòng 4E-4 của BitHub, ông Quayter. Nhiệm vụ vừa xong, ông ta ngay lập tức báo cáo cho ai đó. Rõ ràng Quayter cũng đang được chỉ thị vụ ám sát từ ai đó ở sòng bài cung điện Ngộ Không, bang San, Myanmar. Lúc này những nhân vật tầm cỡ trong giới chính trị Hoa Kỳ cũng đang xôn xao về vấn đề Tổng thống vừa bị ám sát và những phi vụ khác. Tại phiên họp kín của Ủy ban Tình báo Thượng viện, tiến sĩ Jai An bị chất vấn về vụ việc Tổng thống Nigeria bị ám sát. Với những bằng chứng có được, họ cho rằng kia có liên quan đến sự việc này. Nhưng hiện nay điều này đối với Jai An cũng vô cùng mơ hồ, khi chính anh cũng không thể đưa ra câu trả lời chắc chắn. Cùng lúc đó, một người đàn ông Myanmar mang theo một chiếc dương kỳ lạ đi vào khu nghỉ dưỡng. Hắn ta được lệnh của một ông trùm đi chặt đứt cánh tay của một gã khác khi ông ta đang vui vẻ cùng mấy em đào. Mục đích của ông ta là muốn lấn sân vào thị trường đen của Đông Nam Á và kiểm soát nó. Lúc này ở một nơi nào đó của Loy Sang, bang San Myanmar, một nhóm khác đang ra sức chế tạo những thiết bị điện tử cho kịp chuyến hàng đầu tiên khi ma quét lên nắm quyền. Chuyển cảnh đến chỗ Jai An, sau khi dự cuộc họp tối mật, Jai An đã mệt mỏi trở về nhà và cảm thấy thật may mắn khi nhìn thấy người thân vẫn an toàn. Nhưng rõ ràng vì những lùm xùm xảy ra thời gian gần đây có thể sẽ khiến cho Jai An phải mất việc. Chuyển cảnh đến sòng bài cung điện Ngộ Không, người cầm đầu sòng bài Chao Pha Sen In vừa mới về đến văn phòng của hắn. Ngay lập tức hắn ta đã lắp một thẻ SIM riêng vào điện thoại. Hình ảnh hai bàn tay mà người đàn ông Myanmar đã chặt đứt lúc nãy được gửi đến cho hắn ta. Hắn ta không chần chờ thêm mà quyết định lập tức đến Mexico. Pha Sen In nhanh chóng đến nhà của mình ở bang San, Myanmar. Người thân cận của ông ta vô cùng thắc mắc rằng tại sao Ga Sen phải đích thân đi trong khi trước giờ đều không phải như vậy. Ông ta cho rằng thời thế bây giờ đã hoàn toàn thay đổi và chuyện của họ là cần phải thích nghi. Về phía Jai An và bạn của mình là Gia đang lật lại toàn bộ mớ tài liệu từ bảo mật cho đến tuyệt mật để xem xét cho thật kỹ. Nhưng có vẻ như người đương nhiệm lúc trước đã không giấu những thông tin về những vụ ám sát ở đây. Trước khi hắn ta thoái vị đã dọn dẹp vô cùng sạch sẽ. Jai An đã khoanh vùng được 9 tổ chức khả nghi. Anh cho rằng cách duy nhất để tìm ra manh mối chính là đóng hết chúng lại, ngừng viện trợ. Và anh đã quyết định làm như vậy. Lúc này Liên đoàn Đen quyết định thay đổi kế hoạch ngay phút cuối. Họ nhận định được băng của Chao Pha Sen không phải kẻ có thể khinh thường. Vậy nên liên đoàn cần và nhất thiết phải chiếm thế thượng phong. Lúc này Chao Pha Sen cũng đang trên tàu đến cảng đến Los Quezos. Nhưng dường như ông ta đang có một mối bận tâm với một bé gái nào đó. Ông âm thầm nhắn tin hỏi một kẻ bí ẩn về cô gái, cũng như hành trình của hắn ta. Cập bến cảng, Chao Pha Sen được một người đàn ông dẫn đến địa điểm để gặp ông Majin. Người đàn ông kia dẫn Chao Pha Sen đến xem xưởng đóng gói hàng cấm. Ở đây chất cấm được ngụy trang với nhiều hình thức khác nhau và vô cùng tinh vi. Sau khi đi một vòng xem xét thì nhóm người của liên đoàn cũng đã đến nơi. Ông Majin tỏ ra vô cùng hăng hái đón tiếp Chao Pha Sen. Nhưng giữa những băng đảng xã hội đen làm gì có sự thân ái nào là thật tình đâu, chứ. Lúc này nhóm đàn em của tên Cha Va cũng đã bí mật bao vây khu cảng. Ông Ma Quê yêu cầu gặp riêng Chao Pha. Và tên Cha Va sẽ là người hộ tống ông ta đến đó. Đột nhiên lúc này có hai con tàu vũ trang tiếp cận cản và tấn công họ bằng súng hạng nặng. Người của liên đoàn nhanh chóng tẩu thoát. Chao Pha Sen có chút chật vật nhưng ông ta và tên cận vệ cũng đã an toàn rời khỏi. Vợ và con gái ông ta lúc này nhận được tin nhắn thay đổi kế hoạch. Tất cả bị hoãn lại, cô ta nhanh chóng dẫn con gái quay lại nhà. Lúc này chỗ của Jai An cũng rất nhanh nhận được thông tin về vụ đạo súng vừa xảy ra ở cảng Mexico. Nhiệm vụ của anh là tìm hiểu manh mối vụ việc này có liên quan đến phi vụ của My lần không. Điều này sẽ giúp kia có nhiều lợi thế khi đứng trước thượng viện. Sau khi dự buổi tiệc của một vị thượng nghị sĩ, Jai An cùng bạn gái là tiến sĩ Mueller quay về nhà để nghỉ ngơi. Nhưng không ngờ tên Cha Va đã đột nhập vào nhà Jai An từ bao giờ. Hắn ta dùng súng uy hiếp Jai An mở lại Pluto. Và hắn hạn cho Jai An 24 giờ để làm việc này. Sau khi bị tên Cha Va suy hiếp, Ryan nhanh chóng đến cơ quan tình báo trung ương, Langley, Virginia. Anh gọi một chuyên gia vào để giúp mình tìm kiếm toàn bộ những người có liên quan đến Pluto. Chuyển cảnh đến chỗ của Chao Pha Sen. Sau khi thoát khỏi cuộc đọ súng ở cảng Mexico, ông ta nhanh chóng đến chỗ tổ chức đen mà bản thân đang làm việc để báo cáo vụ việc. Trở lại văn phòng của Jai An, anh nhanh chóng tìm ra danh tính tên Cha Va người đã uy hiếp mình.
Sau khi rời khỏi văn phòng anh, ngay lập tức nhận được một thông điệp yêu cầu Giai An nhanh chóng đến chỗ công viên Ford. Điều này chứng tỏ nhất cử nhất động của anh đang bị giám sát. Chao Pha Se In đã muốn dẫn theo vợ và con rời khỏi và đến một nơi nào đó an toàn hơn. Nhưng rõ ràng nhiệm vụ thất bại thì kế hoạch này cũng hoàn toàn thay đổi. Và điều cần thiết bây giờ ông ta nên làm đó là giữ bí mật về kế hoạch bỏ trốn đó. Lúc này Giai An cũng theo chỉ dẫn nhanh chóng đến công viên Ford. Đợi sẵn anh ở đó chính là Chava. Sự thật hé lộ thì ra tên Chava này cũng là một mật vụ kia hoạt động ngầm mang tính chất nguy hiểm. Từ đó Giai An đã bắt tay hợp tác với Chava để tìm ra những thối nát của Mueller. Họ thật sự đã bắt đầu quen biết nhau như thế. Bên chỗ Chao Pha Se In, sau khi ông ta về thăm gia đình, thì nhanh chóng đến tìm bác sĩ Tha Ung để nguy tạo ra việc vợ ông đã đưa con gái đến phòng khám vào 3 ngày trước. Những việc này Pha Sen In cố tạo ra bằng chứng để bảo vệ bản thân và gia đình. Trở về cuộc nói chuyện của Giai An và người đồng hành mới, Chava kể cho anh nghe về Chao Pha Se In, người đứng đầu các hoạt động của bang Sen Bạc ở Myanmar. Và sự thật rằng trong suốt khoảng thời gian Chava nghe lệnh của tên Chava cứ nghĩ những nhiệm vụ đó là giúp cho người Mỹ. Nhưng hoàn toàn không, anh ta đã bị dắt mũi suốt khoảng thời gian đó. Cùng lúc này Gerzin, người bạn tốt của Ryan, cũng đến gặp tên Thomas Mueller. Ngay sau khi Gerzin nhắc đến chiến dịch Pluto, thì hắn ta phản ứng vô cùng gay gắt và nhanh chóng rời đi. Ngay lúc đó Giai An cũng liên lạc với một người đàn ông để nhờ sự giúp đỡ của ông ta. Còn phía Thomas Mueller, hắn ta sau khi biết được Giai An đang điều tra về chiến dịch Pluto thì trở nên vô cùng hoảng loạn. Hắn liên hệ cho rất nhiều người dường như để cầu cứu. Một trong số đó còn có cả Chao Pha. Trong khi cả hai nói chuyện và nhắc về Chava, thì bất ngờ Chava lại xuất hiện thình lình ở đây, ngay tại nhà riêng của Mueller. Chava quay lại để chất vấn hắn ta về những gì mà Mueller đã xỏ mũi họ dắt vào chỗ chết bấy lâu nay. Chava uy hiếp Mueller phải chủ động liên hệ với Giai An để nói hết mọi việc, và sau đó thì làm theo chỉ thị của anh. Bằng không mạng của Mueller sẽ do đích thân Chava định đoạt. Sau khi Chava rời đi, Mueller nhanh chóng thông báo tin tức này cho gã Quater, rằng Giai An đã chính thức nhúng tay vào điều tra Pluto. Lúc này Giai An báo cáo với cấp trên, anh có thể khẳng định về việc tên Mueller là người của bang Sen Bạc Myanmar. Và điều này có nghĩa là bọn chúng muốn làm một việc còn nguy hiểm hơn là ma túy. Đó là muốn hợp nhất hai tổ chức về ma túy và khủng bố lại với nhau, để có thể thuận lợi vận chuyển phi pháp mọi thứ, từ vũ khí, ma túy, cho đến cả là con người. Điều này nói lên một dự cảm chẳng lành. Nếu thật sự thị trường đen mở rộng quy mô hơn nữa, rõ ràng mức độ và tầm kiểm soát vượt quá năng lực mà quốc gia có thể kiểm soát. Sau khi rời khỏi cuộc họp, Giai An nhận được tin nhắn hẹn gặp của Mueller. Lúc này giám đốc Quy Giai cũng phải dự cuộc họp hội nghị thượng viện, chịu sự chất vấn của thượng nghị sĩ thay cho Giai An. Còn Giai An thì đến công viên Waterfront theo lời hẹn của gã Mueller. Hắn ta đề nghị Giai An mở lại chiến dịch Pluto. Ryan muốn biết bên trên Mueller còn có cấp cao hơn không. Và dĩ nhiên câu trả lời có vẻ như ai cũng có thể đoán được là có. Giai An muốn thuyết phục Mueller khai ra người đứng đằng sau, nhưng hắn ta nhất quyết không đồng ý với anh. Hắn ta sợ chết, nhưng Giai An thì không. Anh nói nếu như hắn không cho anh phương thức liên lạc của kẻ kia, anh nhất định sẽ không mở lại Pluto. Mueller nhận ra việc có lẽ sẽ có người của tổ chức ngầm kia có thể sẽ theo dõi hắn, nên lập tức trở nên hoảng hốt rời đi. Chava thấy rằng phương án của Ryan đã thất bại nên muốn tự làm theo ý mình. Và điều này rõ ràng không tốt một chút nào, vì nếu Mueller chết thì mọi mạch mối ngay lập tức bị cắt đứt. Việc tìm ra người đứng đằng sau còn khó khăn hơn bội phần. Tên Mueller ngay lập tức về nhà muốn nhanh chóng trốn đi, nhưng không may cho hắn khi lão Quater đã âm thầm theo dõi và muốn nhanh chóng diệt khẩu và ngụy tạo thành một vụ tự sát. Khi Chava đến được nhà của Mueller thì hắn đã gần như không thể nào cứu được nữa. Mueller vừa lấy quyển kinh thánh trên bàn như muốn nói điều gì đó sau cùng. Giai An cũng đến nơi, nhưng rõ ràng mọi chuyện đã quá muộn, manh mối chính thức bị đứt đoạn. Giám đốc Giai đang cùng người cộng sự mới của mình đáp chuyện bay xuống Nigeria. Tại đây đang xảy ra bạo loạn liên miên, và người được cho là sẽ kế nhiệm chức tổng thống thì đang bị bao vây bởi bè lũ phản đông. Tình hình này vô cùng căng thẳng. Rõ ràng người cộng sự mới này của cô đã thể hiện được tầm hiểu biết sâu rộng của mình đối với nền chính trị ở Nigeria. Chính lúc này cô cùng với Chao Pha Se In đều đồng thời nhận được thông báo về cái chết của Thomas Mueller. Chao Se In cũng đang gặp rắc rối vì mối nghi ngờ của Tin Tun. Quay trở lại chỗ nhóm của Ryan, báo chí cũng đã đưa tin về cái chết của Mueller. Điều này đã gây khó khăn rất nhiều với quá trình điều tra của họ. Hy vọng duy nhất để tìm ra kẻ đứng sau tất cả vụ tha hóa này trông chờ vào tin tức của Chava. Ông ta đang đến tìm Chao Pha Se In đầu mối còn lại để có thể lần ra sự thật. Chava lúc này nhanh chóng đến California. Ông ta muốn tìm thứ gì đó bên trong két sắt, có vẻ như là một thông tin quan trọng. Cùng lúc đó ở vịnh Quedờ, bang San, Myanmar, Chao Pha Se In đến gặp Tin Tun đúng như những gì ông ta muốn. Hàng cấm vừa cập bến, hắn muốn Chao Se In đích thân kiểm tra hàng.
mặc dù không muốn nhưng rõ ràng nếu không làm ông ta sẽ gặp rắc rối với cấp trên. Những tưởng chuyến hàng này là cái gì đó đại loại như hàng trắng hay hàng nóng chẳng hạn. Nhưng không, họ vấn chuyện phụ nữ xuyên biên giới. Chuyển cảnh đến chỗ của Giai An. Anh quyết định tìm đến gặp Tổng thống và nêu lên mong muốn của mình là từ chức khỏi vị trí phó giám đốc. Và đã tìm sẵn một đề xuất thay thế khá tốt vị trí này. Người đó không ai khác chính là Grin. Điều này khiến anh phải rời khỏi ghế khán đài trận đấu bóng bầu dục của con trai anh. Có vẻ như việc này khiến mối quan hệ cha con của hai người càng xa cách thêm một phần. Lúc này giám đốc Giai cũng đã đến dinh tổng thống. Cô có cuộc gặp riêng với đương kim tổng thống Okoli. Nhưng có một điều khiến cô không thể nào ngờ tới chính là sự xuất hiện của một kẻ nham hiểm khác, chính là người đã từng tranh chức tổng thống, Econ. Bọn họ dùng áp lực buộc Giai phải tìm ra kẻ đứng đằng sau tất cả. Sau khi dàn xếp xong mọi việc ở quê nhà, Chava nhanh chóng rời đi. Nhưng người cộng sự mới của Giai An đã nhanh chóng lần ra tung tích của Chava chỉ bằng hình xăm trên tay ông ta. Trở lại ngôi nhà của Chava Se-in tại Myanmar, Chava và vợ của ông ta vô cùng nôn nóng thoát khỏi tổ chức sen bạc. Nhưng rõ ràng bây giờ họ đang nằm trong tầm ngắm của Tin Tun. Động đậy ngay lúc này chẳng khác nào tự sa vào con đường chết. Còn Rai ngay lúc này, cô ra sức thuyết phục Okoli thỏa hiệp với chính phủ Hoa Kỳ. Nhưng ông ta có vẻ như không hề muốn điều đó. Lúc này bên phía Gia đã lần ra được một số manh mối nhỏ của tên Quaiter để lại. Gia nhanh chóng đến văn phòng Binhoop để tìm hiểu về số điện thoại vừa được tìm ra. Thật không may đó là số được dùng chung. Gia đành rời khỏi đó, mà chỉ có được một danh sách ngắn ngủn về nhân sự ở đây. Gia không hề hay biết lão Qua Lơ lúc này đang âm thầm theo dõi anh từ xa. Hắn ta nhanh chóng báo cáo với một ai đó. Rõ ràng người này chính là kẻ bí ẩn đứng đằng sau thao túng tất cả. Ryan lúc này cũng đã có mặt tại quê nhà của Chava. Họ nói về gã Marzin anh họ của Chava. Có lần hắn ta nhắc đến việc thị trường chợ đen mở rộng. Đó là manh mối ít ỏi của họ lúc này. Họ nhanh chóng khởi hành đến Mexico chỗ của tên Marin. Giai An trước khi đấn thân vào nhiệm vụ nguy hiểm này cố gọi cho bạn gái mình. Nhưng dường như cô ấy đang rất bận, ăn trưa cùng thượng nghị sĩ nào đó. Chỗ của Chava Se-in. Dường như em trai của vợ ông ta đã nhận ra điều khác thường. Hắn rất yêu thương chị gái mình, và anh xem an nguy của cô ta là trên hết. Nên việc cô ta rời khỏi khu biệt lập vào hôm trước đã nói cho hắn biết có chuyện bất thường. Hắn khẳng định Chao Se-in muốn thoát ra khỏi tổ chức, và vì chị gái và cháu gái mình, hắn muốn giúp Se-in đi, nhưng chỉ có vậy, vợ và con của ông ta sẽ phải ở lại. Điều đó là không thể được, vì mục đích của Pha Se-in là đưa gia đình mình cùng rời khỏi. Lúc này Chava đã đến Mexico và đưa tiền cho tên trung sĩ già. Chava yêu cầu hắn giúp ông liên hệ với Marzin. Số tiền đó đã khiến ông ta đồng ý với Chava dù có thể sẽ chết. Tên trung úy lên kế hoạch giúp nhóm Giai An đột nhập vào phòng lab của tên Marzin dưới lớp ngụy trang của cảnh sát Mexico. Bên phía Gia Anh cũng đang ra sức điều tra về văn phòng Bithoop. Nhóm của Giai An nhanh chóng đến được cảng nơi đặt phòng lab của tên Marzin. Họ nhanh chóng khống chế mấy con tép diêu ở đây mà không tốn mấy sức lực. Quay trở lại chỗ của Chao Se-in, sau khi ông ta bị em trai của vợ mình phát giác, thì ngay lập tức ông ta giết chết hắn và đưa cái xác đến chỗ Tin Tun, gán cho hắn tội danh nội gián để gánh tội thay mình. Quay về chỗ của Ryan, như dự tính sau khi khống chế đám người ở cảng, như một hình thức gây chú ý với Marzin, hắn đã nhanh chóng đến nơi mà không cần mất nhiều công tìm kiếm. Dưới sự khống chế của nhóm Giai An, tên Marzin nhanh chóng khai ra mọi chuyện. Kể cả những dữ liệu quan trọng bên trong điện thoại của hắn, cũng bị nhóm Giai An lấy hết. Giai An nhanh chóng báo cáo tình hình về khu chợ đen tư nhân mà tên Marzin đã khai ra. Nhưng hiện tại Giai An đã không còn là thành viên của kia nữa. Anh phải tự mình xoay sở chuyện này. Về phía Gia vì phải quay trở về nhậm chức anh đã bỏ lỡ buổi thi đấu của con trai. Anh rất muốn xin lỗi cậu ấy nhưng có vẻ như chuyện này thật sự khó. Đột nhiên lúc này tên Quaiter đã lần ra chỗ ở của anh. Hắn ta cố tình nhắc đến cậu con trai mà anh yêu quý thay cho lời uy hiếp. Hắn ta Gia phải dừng lại mọi thứ. Hắn ta dùng con trai Gia để buộc anh phải dừng việc điều tra về chiến dịch Pluto lại. Tất cả mọi người xuất hiện đều rất bí ẩn. Ba người đàn ông đi xuống, nhìn ngó xung quanh như đang kiếm ai đó. Họ đi xung quanh một hồi, rồi tìm thấy một căn nhà. Anh ta gõ cửa lấy trong túi danh thiếp. Bọn họ tiến vào trong, trông ai cũng thật cẩn trọng. Cô gái xinh đẹp váy bó đen bước ra tiếp đón. Ba người họ tìm Katarina, gặp được cô, anh tử tế hôn như lời chào. Ba người họ theo cô lên trên tầng, bước vào căn phòng. Người đàn ông đầu tóc trắng nói thẳng lý do bọn họ tìm tới đây. Mấy người họ muốn Olaf Kai, đơn giản là hắn ta làm cho băng đảng ma túy mọi người ạ. Nhưng cô gái đó từ chối khẳng định hắn ta không như vậy. Cô nhanh chóng rời đi mở cửa tiễn khách. Mọi chuyện có vẻ không suôn sẻ khi không moi được thông tin từ cô. Người đàn ông tóc trắng không từ bỏ hy vọng. Anh năn nỉ cô. Cô khó chịu với vẻ mặt bất lực giải thích. Cô không liên quan tới Olaf gì đó bọn họ muốn. Tại cơ quan tình báo,
Anh chàng Georgia mang một tập tài liệu đến cho phó giám đốc, có vẻ như anh ấy đã phát hiện ra điều gì đó. Ngồi xuống ghế, tường thuật lại những vấn đề khó lý giải như việc giải thể xăng dầu. Bỗng nhiên phó giám đốc thấy kỳ lạ bởi trùng ngày Mueller nghỉ, khiến anh rơi vào trầm tư. Tại một căn phòng khác, ba người họ đang nói chuyện với nhau, có vẻ như đang thỏa thuận về một vấn đề gì đó, về cuộc truy tìm đem lại những hậu quả khó lường. Bà đeo kính đưa ra lời giải thích về việc thượng nghị anh ấy không thích cô khi cô ấy không ưu tiên điều trần, nhưng cô vẫn nở nụ cười thật tươi đáp trả. Mấy người họ nói chuyện một hồi, rồi hai người cùng rời đi. Chuyển cảnh là tới khu biệt lập tại Myanmar, người đàn ông áo trắng nói chuyện qua điện thoại, áo đen ngồi đó với vẻ mặt trầm ngâm. Có vẻ người nói chuyện qua điện thoại vừa rồi muốn anh áo đen đó tới Geneva, nghe xong anh ta với vẻ mặt bất ngờ, tỏ vẻ không muốn nhưng vẫn nghe theo. Tại bến tàu, người đàn ông say xỉn bước lên tàu và bị ngăn lại bởi vệ sĩ, bọn họ đuổi anh ta đi, nhưng không, sau lưng hai vệ sĩ đó đã dí súng vào đầu hai tên đó. Vào trong khoang tàu, mấy người họ cảnh giác cầm súng dò sát xung quanh, đi lên trên tầng, chỉ nghe thấy tiếng đám phụ nữ cùng người đàn ông bị trói chặt trêu đùa, hắn to bất ngờ sợ hãi mà hét lên. Mấy người họ dò la tin tức của Olaf Kai, ông ta có vẻ hơi sợ cái tên kia, một mực từ chối, nhưng ngay sau đó anh áo trắng khoác đen đứng lên lấy dao uy hiếp ông ta. Hắn ta cầu xin Mai, dao đâm tới. Cuối cùng hắn ta cũng nói ra sự thật. Người đàn ông lái ô tô tiến vào thành phố, anh ấy giới thiệu sơ qua với bà chị, nói chuyện một hồi bà ấy đuổi anh đi với giọng điệu gay gắt, anh ấy lấy đại bức thư trong hòm và rời đi. Ở trong lối ngõ nhỏ, mấy người họ như đợi ai đó, người phụ nữ bước ra, nói chuyện và đưa ra thỏa thuận với bọn họ. Tại Washington, anh chú đeo kính cùng cô gái ở đoạn đầu phim cùng nói chuyện, cô có vẻ là người điều hướng chính trị, điều này làm cô thấy hơi bị ép buộc sao sao đó. Anh ấy đưa ra những lời khuyên đối với cô. Chuyển cảnh, mấy người bọn họ quan sát ngôi nhà từ đằng xa, rồi chỉ cách cho đám người họ vô trong đó. Trên đường phố tấp nập, người đàn ông đi ra từ chiếc xe sang, vào bên trong tòa nhà, đi theo cô gái lên trên tầng, vào trong ảnh nhìn ngó xung quanh, một cô gái váy trắng xuất hiện. Trông xinh đẹp không mọi người, cô bí ẩn bước ra. Trên biển, anh ngồi thẫn thờ nhìn về phía tòa nhà, lấy máy ảnh chụp lại nơi đó gửi cho cô gái đang ở sân bay. Hai người trò chuyện qua tin nhắn, ui nhìn ghen tị thật đó. Người đàn ông ra ngâm tiến vào bên trong, anh nhìn vào căn phòng 302, bước vào không nói thành lời và rời đi trong sự buồn bã. Quay trở lại với người đàn ông và cô gái, hai người họ như tán lại chuyện cũ, nhìn ai cũng rất nguy hiểm, cô cùng anh ta sẽ quay trở lại Myanmar. Tại bến cảng, hai người họ nói chuyện tìm tin tức về Chao Pha, người này khá quan trọng đối với nhiệm vụ hai người. Trên ô tô, điện thoại được kết nối, phó giám đốc anh ta nói chuyện về đứa bé cho anh ta nghe, tỏ vẻ nghe thật vô lý. Bỗng nhiên từ đâu chiếc ô tô đằng sau đâm mạnh vào phía sau xe, anh choáng váng, ra khỏi xe chưa kịp nói gì hắn to, từ chiếc xe kia lấy dao đâm mạnh vào bụng anh. Anh đánh lại hắn ta và chạy nhảy xuống sông, anh đau đắn bơi và chạy lên bờ tẩu thoát. Tại khu chợ đầu mối, mấy người họ vô bên trong quan sát xung quanh, chỉ thấy những cô gái đứng nhảy hay là bọn họ hút hít thứ gì đó, không bị sắc đẹp mê mẩn trực tiếp đi qua ha ha. Thuyền cập bến, người phụ nữ áo đỏ mang ra những cô gái xinh đẹp, anh ta điểm qua một lượt, chưa được bao lâu, đã bị giết bởi phe cô gái ấy, bọn họ nhờ thế tiến vào trong. Người đàn ông râu ria quan sát trên màn hình thông báo với ông chủ hắn ta, có lẽ tìm được người nào khả nghi đó. Mai đi theo người đàn ông vừa nãy vào trong hẻm sâu. Phía dưới, hai người họ đột kích nhanh chóng, hạ gục mấy tên, hai người họ vẫn đi theo sau Chao, Mai đi lên thì bị vệ sĩ ngăn cản, hắn ta không tin, quẹt cái gì đó thế là hai người họ được vào trong. Bên trong, người phụ nữ đứng nhảy, đám đàn ông kia thì từ xa đang quan sát hay bàn bạc gì đó. Lúc này Mai nhận ra đó không phải Chao Pha, bọn họ đang trao đổi thì Mai tiến tới cầm lên và bọn họ ngăn cản. Không nói nhiều Mai cầm hộp đó lên và đánh hắn ta thật mạnh. Bọn họ bị bắt lôi đi, bên ngoài khung cảnh hỗn loạn, người người chạy trốn. Đằng này, hắn ta cầm súng uy hiếp hai người họ, Mai lật ngược tình thế giật lấy súng, ngầu làm sao. Mấy người họ tìm thấy nhau, mở chiếc hộp ra, có vẻ đây là thứ rất quan trọng. Hắn ta uy hiếp gia đình mấy người họ, Mai bực tức, một phát tiễn hắn ta. Mấy người nhanh chóng tẩu thoát, trông thật gay cấn, tiếng súng nổ ra liên tục. Họ trốn trong hẻm vẻ mặt lo lắng, chạy lên mái nhà nhảy thẳng xuống biển. Phó giám đốc ở bệnh viện, trông anh ta vẫn ổn mọi người ạ. Patrick đưa đoạn ghi hình cho phó đốc xem, người phụ nữ bước vào. Cô hỏi thăm sức khỏe anh ấy, anh kể lại cho cô đứa trẻ bệnh viện, đoạn trước khi anh ta bị đâm đó mọi người. Trên du thuyền, mấy người họ bàn bạc thứ họ kiếm được, nhìn vào chiếc điện thoại, tự hỏi nguồn thông tin đó là gì, ngơ ngác nhìn nhau. Người phụ nữ nói chuyện qua điện thoại, cô ấy muốn đẩy nhanh chuyến hàng, hàng gì tôi không rõ nữa, muốn đưa nó tới biên giới. Người đàn ông từ chối nhưng vì sự uy hiếp của cô ta, anh đành miễn cưỡng chấp nhận. Tại sân bay, mấy người họ di chuyển vào bên trong, ba người được thông qua, đến Trung Quốc, có vẻ mỗi người một hướng thực hiện nhiệm vụ. Tại bãi đỗ xe, người đàn ông đưa cái thẻ gì trắng cho thuộc hạ và dặn dò cẩn thận. Anh rời đi, bước vào căn phòng căn cứ, ở đây có thể quan sát mọi thứ. Mấy người họ đang vận chuyển, lấy đồ từ máy bay,
Có vẻ đây là sự hợp tác từ hai người phụ nữ này. Đến sòng bài ngộ không, Mai đi vào bên trong, người đàn ông đang làm cái gì đó. Nhận được điện thoại thì rời đi, sau khi người đàn ông thấy Mai, anh ta chuyển tiền cho Mai. Mai ngồi vào sòng bài, chơi thắng liên tục, Trao pha, anh ta xuất hiện và giới thiệu. Mai đi theo Trao, cầm một vali và rời đi, mọi người đoán xem trong đó là tiền hay thứ khác. Tại bệnh viện, phó đốc đang nghỉ ngơi thì nhận được cuộc gọi. Patrick đã kiểm tra toàn bộ dữ liệu, đang nói về nó cho anh, tra được cái tên, phó đốc bất ngờ, lấy điện thoại ra và gửi đoạn tin nhắn rồi rời đi. Tại khu tị nạn, hai người phụ nữ tới đây, có vẻ đây là quê hương của cô gái áo trắng. Hai người tiếp tục đi thẳng phía trước. Ở khu biệt lập, mẹ và người con gái ra qua, bọn họ đang ăn, cô không ngừng nhắc về bố. Người đàn ông tóc trắng bước vào cắt ngang, cô bẽn lẽn đứng dậy rồi ngồi xuống. Vẻ mặt đầy lo lắng và sợ hãi nhìn người đàn ông, Trao di chuyển tới căn nhà để gặp mấy người họ. Anh tiến tới bắt tay hân hoan niềm nở rồi giới thiệu mọi người. Trao bắt tay với Jack, mở hộp ra, đó là một kíp nổ. Nói một hồi, anh mở những tấm bản đồ, đánh dấu những vị trí nguy hiểm, nói cẩn thận chi tiết cách cửa cho nhóm Jack nghe. Ở bãi đỗ xe, con trai đợi người bố ra, hai người họ lái xe rời đi chắc chắn với ý định đã bàn của mình. Mở cốp xe lên, toàn là vũ khí, hai người bất ngờ mang ra để thử chúng. Jack đang mày mò tìm kiếm nghiên cứu tấm bản đồ mà Trao đưa anh. Hai người nói chuyện, Jack bỗng nhiên dậy đẩy anh ta vô tường, nói với giọng điệu cảnh cáo, hai người còn lại vô trong cản hai anh ấy lại. Chiếc xe di chuyển trên đường gập ghềnh, nơi đây thật hoang vu, cô áo trắng muốn cô ấy gọi điện cho Jack Ryan, như một lời uy hiếp vậy. Cô gọi điện cho anh, đằng này anh chần chừ bắt máy khi nghe lời nói của Trao, sợ cô gặp nguy hiểm. Ông tóc trắng tới và tìm bác sĩ Tha Ung. Cô y tá không nói gì, có vẻ sợ hãi nhìn ông ta và chỉ đưa mắt về phía trước ám hiệu là có. Xử lý xong bác sĩ và y tá, ông ta rời đi một cách hoang mang. Lúc này cô gái ra ngăm kết nối điện thoại với phó đốc, vẻ mặt lo lắng, dường như lo cho kế hoạch tiếp theo của ông ấy. Tại sòng bài, Mai đi vô trong, ở bãi đậu xe có xe ô tô khác lạ đi vào đều được Trao kiểm soát. Trao nhận ra đó là bọn họ, trong đó có Giai An, anh ta trực tiếp gọi điện cho cô ta để thông báo. Mấy người họ chia nhau ra thực hiện, người thì ở sòng bài, người tại khu vực ổ điện, đằng sau vali tiền là những thứ bí mật quan trọng trong buổi tối nay. Sau khi làm xong, điện trực tiếp bị ngắt, Giai An nhảy lên chui vào bên trong tránh khỏi bị bắn một cách nhanh chóng. Mọi thứ hỗn loạn, Trao tiện thể anh ta đang gõ thứ văn bản gì đó, lập tức cho vào trong áo kịp trước khi bị phát hiện rồi cùng hai người họ rời đi. Anh ấy hạ gục rồi mở thẻ đi vào trong, đằng này Giai An mở cửa kịp rồi chạy vào căn phòng tránh bị mấy kẻ kia. Anh ngồi sụp xuống, mở tấm bản đồ và đi theo. Cô ta bất lực gọi cho Trao chất vấn, có vẻ rất giận dữ. Mấy người họ đi xung quanh căn hầm, Mai lên trực thăng trực tiếp lái đi. Trao mở cánh cổng đi vào trong căn hầm. Tại văn phòng, phó đốc lên trên muốn tìm một địa chỉ nhưng có vẻ người nhân viên không đồng ý. Anh ấy liền giơ ra sau lớp áo buộc anh kia phải làm theo. Ở căn hầm, Trao hạ gục hai người vệ sĩ của hắn. Kịp lúc hai người bọn họ đi vào, gọi điện cho cô ta. Bọn họ như diễn kịch với nhau haha, uy hiếp cô ta thả Cathy ra. Lúc này trực thăng tới, Mike theo dõi cô bên trên, bọn họ đưa cô vô trong, cô tiện tay lấy súng hạ hắn ta để chạy thoát trực tiếp lên trực thăng, nhóm người rách lên xe rời khỏi đây. Anh lo lắng đám người Trao pha thật sẽ đuổi đến đây, hóa ra người cầm lái là hàng pha ke mọi người ạ. Mấy người họ tới khu biệt lập, chạy vào nhà kiểm tra nhưng không thấy hai mẹ con đâu. Anh ấy lo lắng, bồn chồn, may quá cô con gái bước ra ôm lấy anh, họ còn sống. Hai vợ chồng tình cảm mặn nồng, chưa được bao lâu, anh ấy bị thương nặng, hóa ra do người bắn tỉa từ xa, hai mẹ con ôm chầm lấy nhau. Tại trại trẻ, cô như đang tìm ai đó, lấy điện thoại ra và xem, chửi thề một cái rồi rời đi. Đằng này, mặc dù anh bị thương, nhưng vẫn cố tỏ ra ổn bên cạnh cô con gái ga qua của mình. Gia đình họ ôm lấy nhau, nói lời từ biệt, hai người họ chạy nhanh rồi ngồi trên xe và rời đi. Cô gọi điện thông báo cho anh ấy về kẻ mạo danh, tất cả chỉ là vỏ bọc, hai người họ hẹn nhau tại một địa điểm và tới đó. Lúc này bọn họ đuổi kịp tới, lần theo dấu vết nhóm người họ, tên tóc trắng một mình đi vào trong căn nhà, chỉ nhìn thấy anh ấy trong căn nhà, chưa kịp phản ứng, một tiếng bấm làm nổ tung căn nhà, ghi hình căn hầm hỏng toàn bộ. Giai An đâm thẳng qua rào sắt, tiến vào trong, hai mẹ con chạy thẳng lên máy bay, Giai An cùng cô ấy ôm nhau, trông hạnh phúc thật, như kiểu sau bao nguy hiểm chúng ta có nhau. Lúc này đám người họ đuổi tới, trận chiến diễn ra gay cấn, bọn họ lên trực thăng rồi rời đi, anh phó đốc liên lạc với Giai An, có vẻ như xác nhận anh ấy không sao. Mấy người họ cầm súng mở cửa đi vào uy hiếp bà ta, đằng này, Mai bị thương, kêu lên đau đớn, ở căn nhà, cô ta gào lên vì vậy đã bị lộ, Bill hắn ta đứng dậy, nhưng vẫn không kịp, ông ấy đã bắt được hắn ta. Ông bất ngờ khi trong màn hình là nhóm người Giai An, thì ra họ bị theo dõi. Trong một cuộc hội nghị, đang bỏ phiếu bầu, tiếp đó, xe nối xe đi vào trong, họ lôi ra con tin từ trong xe, cuộc bỏ phiếu có kết quả đã giúp bà Elizabeth giành được vị trí giám đốc mới, trong công ty. Bà ấy vui sướng khi được chàng vỗ tay từ tất cả mọi người, và rời khỏi cuộc họp. Ở đằng này, là Giai An, anh ấy bị cô ta bắt treo hai tay lên cao, gương mắt nhem nhuốc.
Tại vùng bờ biển Thái Lan, người xếp đống tiền, người mệt mỏi nằm thở vì bị thương nặng, mai than vãn khi Dài An bị bắt, anh ấy hết sức ngồi dậy, bọn họ cũng chuẩn bị di chuyển phía kia núi. Ở cơ quan tình báo, Gem bước vào, ném tập tài liệu lên bàn thái độ, kể lý lịch của ông ta một cách trôi chảy. Ông ấy hỏi han Gem nhưng theo kiểu hỏi điều mọi người ạ về vết thương của anh ấy, người đang điều tra hắn ta. Gem muốn biết được Jack đang ở đâu, hắn ta không trả lời và quay mặt đi. Cùng lúc đó ông ấy nhận được điện thoại và rời đi. Liên lạc được với Kathy tại căn cứ không quân. Có vẻ cô không có tí tin tức gì về mọi thứ. Cô hỏi thăm Jack qua Gem nhưng anh ấy im lặng. Điều này làm cô nghi ngờ, khi nói ra sự thật, cô như tuyệt vọng, lặng người đi. Ở phía Dai An, anh bị treo lủng lẳng phía bên trên. Toàn thân thương tích, đám người họ dùng điện tra tấn anh. Mặc cho cơn đau, anh vẫn cố nén chịu đựng, cô ta uy hiếp Dai An. Không hỏi được gì lại tiếp tục cho anh ấy giật điện. Tại khu làng chợ, hai người họ tiến vào trong, nhìn một lượt rồi lấy tạm con dao. Mai đi mua chút xăng, có vẻ hai người họ sẽ đi thuyền ra khỏi đây. Chuẩn bị mọi thứ xong xuôi, hai người nói chuyện thảo luận qua một hồi, anh ấy rời đi một mình. Ở cơ quan tình báo, Ade tới chúc mừng cô, thật không may gặp Gem ở đây. Mấy người họ mặt ai cũng biến sắc, cô cho Ade xem mặt hắn ta, muốn xác nhận xem đó có phải người bạn của hắn. Anh ta giải thích tiếp tục chối cãi, hắn ta đưa ra thỏa thuận, rồi rời khỏi phòng. Một mình anh lái con thuyền nhà trên biển, rồi nghênh ngang tiến vào đất liền, tại căn cứ. Hai mẹ con ngồi bên nhau, Kathy tiến tới kiểm tra sức khỏe cho cô bé. Muốn cô bé mọi thứ đều ổn, cô tiến tới trò chuyện trìu mến hỏi thăm cô bé. Sau đi Kathy cầm lấy búp bê như đang tìm kiếm thứ gì đó, kiểm chứng của cô là đúng. Đầu dây bên kia bắt máy, cô tìm thấy đó là USB. Người đàn ông bất ngờ, cảm thấy thật biết ơn cô. Tại chợ trung tâm, không biết anh ấy kiếm đâu ra cái xe, đằng này Mai cùng tài xế đang di chuyển dần. Chuẩn bị đi qua căn cứ Bangkok, anh ta cứ lái thẳng mà không quẹo theo Mai, Mai lo lắng, đánh lái sang bên. Dài An đau đớn tỉnh dậy, cô ta tiến tới trêu đùa những vết thương tích của anh, sau đó đổ nước sôi lên người anh gào thét không thôi. Cô ta muốn anh nói hết tất cả, anh không chịu, cô ta sát muối, hu hu nhìn đau quá đi thôi. Bên ngoài, chiếc xe đầy lửa tiến thẳng vào trong, đây là sự đánh lạc hướng của anh ấy, anh từ từ nhảy từ trên mái xuống đi rón rén nhẹ nhàng. Ở trong phòng thẩm vấn, hắn ta đưa ra gợi ý cho Gem bằng mấy tờ giấy như bản đồ vậy. Mai tiến vào trong ngỏ ý muốn mượn máy bay, tiền được tính vào thẻ công ty, đưa ra tấm thiệp. Lúc này, anh dâu ria đã tiến được vào bên trong, anh nhìn ngó xung quanh, chạy lấp vào một chỗ, nhanh chóng bắn hạ gục hắn, từ bên này chạy sang bên kia, chỉ một phát, mau chóng khiến hắn ta ngay tại chỗ. Cầm lấy cây súng rời đi, lại một người nữa, anh ấy lục lọi đồ, lấy ra quả mìn, rồi lại đi, ui tôi xem mà thấy hồi hộp theo, anh nhìn xuống dưới hố đó là Ryan, lưng anh đỏ sẫm đang kêu gào đau đớn. Mìn rơi xuống nổ cái bùm, gây tiếng động lớn, cô ta lấy khẩu súng rồi khóa cánh cửa lại, vẻ mặt lo lắng thẫn thờ. Suy đoán người tới cứu Dai An là ai. Anh ấy nhảy từ trên xuống, chỉ vào mặt cô, anh không sợ hãi, quay lại chú ý tới người bạn của anh. Mai liên lạc được với Greer, cuộc gọi dường như chỉ xác nhận là Mai vẫn ổn. Tiếp đó, người đàn ông đưa Dai An ra khỏi đó, đã cứu được anh ấy. Tại căn cứ không quân, Kathy từ xa tiến lại với vẻ mặt vui mừng không thôi. Nhóm người họ ở bên trong xem tất cả các tài liệu, thông tin mà Patrick kiếm được. Người đàn ông đưa cho Dai An cái quyển gì đó có vẻ rất quan trọng, rồi lại thảo luận khi nhìn trên màn hình, cái bản đồ. Gem đưa anh ấy đến gặp Bill, hai người họ dò la ông ta nhưng cũng chỉ nhận lại cái không biết. Tới văn phòng, Bill dẫn theo hai người họ, ông ta đưa cho anh tập tài liệu, liên lạc với DJ, anh giả thành Bill để hỏi về những chiếc xe đã đặt. Khi nghe được kết quả, anh trực tiếp cúp mặt và rời đi tới biên giới. Tới phòng an ninh, anh yêu cầu họ tìm 5 chiếc xe Toyota, có vẻ xe này chứa thứ gì đó khiến anh tốn công sức tìm kiếm như vậy. Mấy người họ quan sát hết từ phía này qua phía khác, cuối cùng cũng đã xác định được chiếc xe đó. Xe cảnh sát qua đi theo dõi chiếc xe này, người tài xế trên xe phát hiện ra điều gì đó, khi xe cảnh sát quay đầu xe lại đi về phía hắn ta. Chưa kịp phản ứng, hắn ta đã ra tay trước, hắn chạy, tẩu thoát thật nhanh, đằng này Elizabeth liên lạc với Jack nhưng không được. Mọi thứ trở nên hỗn loạn, cảnh sát vây quanh, như một cuộc chiến, diễn ra thật gay cấn, cuối cùng cũng đã chặn được chiếc xe đó. Lúc này, người từ đâu liên tục bắn về phía Jack, mấy người họ đưa ra ám hiệu với nhau, Jack tiến lên, hạ từng người một. Lúc này trên truyền hình cũng đã chiếu trực tiếp vụ xả súng ở gần biên giới, mấy người họ chiến đấu rất quyết liệt, sau khi xong, bọn họ lên xe tìm kiếm cái gì đó được kết nối. Đã tìm được chiếc xe đó, là xe Mai đang ngồi, rách lên và gỡ nó xuống, nó nhiều hơn tôi tưởng mọi người ạ. Dai An nhẹ nhàng thử dây tím, anh hồi hộp cắt dây tím, may sao nó đúng, không thì sẽ hết phim cho mọi người coi rồi. Trong xe lúc Ade lần nữa gặp cô, đi tới và bắt chuyện, cô không để ý tới anh, luôn phũ phàng, xe cảnh sát tới. Có lẽ sự thật phũ phàng, anh ta phải đối diện những gì anh ta làm. Anh ta đứng dậy và rời đi. Tại ủy ban tình báo, Dài An tiến vào. Mọi máy ảnh đều hướng về anh. Anh ngồi xuống, kể lại những gì xảy ra, rồi trả lời những câu hỏi chất vấn từ ông ta, ông Hensa.
anh giơ tờ giấy có chữ ký của ông ta lo lắng từ chối, bởi ông ta đã đồng lõa trong âm mưu tấn công vừa rồi. Không những thế còn hối lộ, nhiều tội đó mọi người, Zion nói xong một cách đầy tự tin và nhóm người họ rời đi. Nhóm người họ bên bờ hồ, cùng nhau nhìn cái nhìn thân thương tạm biệt nhau, Zion cùng Kathy rời đi trong niềm hạnh phúc.